Mến chào các bạn đã quay lại kênh hướng dẫn viết chữ nho trong đông y. Hôm nay mình tiếp tục làm với phần mới về khí. Tựa đề là khí vi vệ, vệ ư ngoại. Mình bắt đầu viết nha. Khí vi vệ vệ ư ngoại có nghĩa khí là phần phòng vệ, bảo vệ, mà phòng vệ thì nó nằm phía ngoài. Linh khu viết sách linh khu nói rằng vệ khí giả sở dĩ ôn phân nhục có nghĩa là khí là phần làm ấm cho phần thịt. Nhi sung bì phu mà làm sung túc cho phần da bên ngoài. Phì, phì là mập. Tấu
lý, làm mập mạp cho phần tâu lý. Nhi tư khai hàm, nó chủ về mở mang. Cố về khí, cho nên vệ khí ôm vệ khí mà ấm đi. Thì bèn phân nhục là phần thật, túc là đầy đủ, hỷ là vậy. Nhưng mà phần khí mà được sưởi ấm thì phần thịt sẽ được no đủ mập mạp. Nội kinh viết, nội kinh nói rằng vậy giả thủy, vậy là phần thủy cấp chi hãng khí giả, nghĩa là phần khí là phần quý giá ít ỏi của ngũ cốc gom góp lại.
kỳ. Khí, khí ấy phiêu, tạch, quạt, lợi, có nghĩa là phần khí đó là nó trôi nổi, trơn lá, nhẹ nhàng. Năng là chẳng thường. Nhập ư mạch, nó trao đổi nhẹ nhàng nhưng mà nó không nhập vào trong mạch. Dạ vậy. Cố cho nên. Mì phu, cho nên nó đi tuần hành trong phần ngoài da. Chi trung là trong phần ngoài da. Phân nhục là trong phần thịt. Chi da là phần giữa của da và thịt. Quân là chân cắt, hung hung đúc. Ư là ở chữ khác, chúc mình tra lại lâu quá không không có động tác.
mạc là cái màng. Tán là tan lẫn vào. Ư là ở. Hung là hông. Phúc là bụng, vùng bụng. Hung phúc là vùng ngực bụng, tan vào trong phần ngực bụng. Chào tạm biệt các bạn.